Đây còn đèn pin Convoy L6 các bạn này. Bật nguồn. Sáng nhỏ này. Đó. Sáng lớn này. Lớn nữa này. Ấy! Sáng chưa các bạn ơi. Ấy! Đèn pin nó phải thế này chứ. 4300 lumen nó phải thế này các bạn ạ. Đó. Đây lại nhá. Đây. Rồi. Ấy! Ấy, đèn pin nó phải thế. Soi nóng cả chân luôn các bạn ạ. Made in China. China. Đó, hộp rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy. Lần trước giới thiệu bạn hai cái đèn pin này rồi. Một con siêu xa. Đó. Và một con siêu tỏa. Đây. Đấy. Hai con đèn của thương hiệu là Astrolux. Con này là con siêu xa là con FT03 này. Còn siêu tỏa là con EC03. Đó. Hôm nay giới thiệu bạn tiếp một con nữa. Con này mang thương hiệu là Convoy. Wow. Convoy. Đúng là Convoy. Con này có thể đập chết cả chó các bạn ạ. Cầm rất là to và đầm tay luôn các bạn này. Wow. Bạn thấy kinh điển chưa? Nó rất là to luôn. Con này khả năng chạy 2 pin rồi. Chứ không phải 1 pin này. Đó, chip led của nó đây. Wow. Con này có cái cường độ sáng là 4.300, 4.500 lumen sao các bạn ạ. Rất là to luôn. Đây chúng ta sẽ có một cái đế ấy đâu, gọi là bằng nhôm các bạn ạ. Đó, xem còn gì không. Ồ, không có các sách hướng dẫn sử dụng các bạn ạ. Thì bây giờ là như thế này. Đây là con đèn Convoy L6. Convoy nhưng mà cái chữ Y nó ở Y dài luôn nha. So sánh với con FT03 thì con này nó to hơn rất là nhiều. Có cái vòng tản nhiệt ở đây các bạn ạ. Đó. Cái này có hai công tắc bật nguồn các bạn nha. Đấy, một công tắc bật nguồn chính này. Công tắc này làm nhiệm vụ nó ngắt pin. Công tắc này bật tắt bình thường thôi. Bật tắt bằng lệnh mềm. Còn công tắc này là bật ngắt pin này. Chỗ này các bạn này, cứ âm nhớ. Hai pin 226650 các bạn nhá. Một cục này. Một cục sẽ phải lấy ra từ đây. À cái này quên nhá. Cái này nó có nhiều phiên bản các bạn nhá. Cái phiên bản là 6500K trở lên thì nó ánh sáng nó sẽ trắng. Và càng lên cao thì ánh sáng nó sẽ lạnh, nó sẽ lạnh dần. Còn ở đây mình đặt cái phiên bản này là 2700K các bạn nhá, tức là ánh sáng của nó ánh sáng vàng. Vàng ấm các bạn ạ. Đấy. Có lẽ là tí nữa mình phải độ cho nó cái đầu, cái mõm ở đây này, cái mõm pin nó ở đây này. Để cho nó ấy được chứ pin thẳng này. Hai cục này phẳng như là nó sẽ không tiếp xúc được vào với nhau. Đấy các bạn lưu ý cái điểm này nhá. Rồi cùng là pin 26650 nhưng một qua lại có cái đầu ti ấy. Với một loại không có đầu ti là không, ấy tí nữa mình phải độ vào. Nhưng mà về cơ bản thì là cái con này nó chạy 2 pin. Được chưa? Tí bơm tí thiếc vào đây để cho nó có cái đầu ti các bạn ạ. Đấy, cái đầu ti chỗ này là hai cái nha, hai cái đầu ti nhá. Ok. Cho các bạn xem qua cái con này. Là như thế nào. Hai con MOSFET đóng cắt. Hai con MOSFET đóng cắt luôn. Đấy. Chạy chip mẹ XHP70. Xem cái chóa nói nào nha. Tháo ra này thì phải trong môi trường mà nó ít bụi hoặc là không có bụi chứ. Quên. Thì tất cả những cái này nó đều bằng nhôm các bạn nhé. Nó đều làm bằng nhôm. Và có răng cao su trong nước. Wow. Wow. Chóa đèn này cũng bằng nhôm luôn các bạn ạ. Đây này. Nhôm thật nha các bạn nhé. Không lại bảo nhôm nhôm fake chết. Đặt úp cái chóa đèn vào cái kính này xuống các bạn nhá. Đấy. Cái này khả năng là dùng tố vít rồi. Không biết có cách nào để tháo được cái này nữa không. Đây, thôi có lẽ là thôi. Mình sẽ chỉ tháo đến đây thôi các bạn nhá. Bởi vì là
tháo ra cái này khả năng nhiều khả năng là không lắp lại được. Mình không phải thợ sửa đèn nên là thì các bạn chỉ cần biết là cái chip LED này nó rất là to luôn. Đó, cái con Astrolux FT03 này của mình thì là nó cường độ ánh sáng của nó là 2400 lumen, còn cái con này là 4300. Tuy nhiên ánh sáng nó lại màu vàng. Hai con này đều là soi xa, gọi là đèn pin siêu xa. Có cái con FC03 thì nó là sự đèn pin tỏa nó đều. Đấy, nó tỏa ra như này này, chứ nó không có cái đầu rọi. Ok, bây giờ mình sẽ okay. Các cái chi tiết nó làm rất là sắc nét luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ráp lại này và mình sẽ đi lắp cho nó cục pin xong chờ đến tối thì đem ra ngoài test. Hơi tiếc là mình chỉ có hai quả pin 2650 thôi. Đáng lẽ là mà test tối nay mà so sánh với các bạn mấy cái đèn này với nhau thì phải dùng đến 3 quả pin. Bởi vì riêng cái đèn con voi này nó chơi 2 quả đâu các bạn ạ. Đó, nó vừa phải không vỡ kính. Vặn mạnh tay quá này là vỡ kính các bạn nha. Đây, thì ở đây là lắp đầu nào được ta. Cầm rất là chắc tay luôn các bạn ạ. Cái này đập chó thì chỉ có chết. Mấy anh em mà hay đi Exciter mà hành nghề thì hoặc hạn chế đừng mua cái này nha. À, thử xem cái này lắp vào kiểu gì chi ta. À, để lắp được cái đầu cái vào chúng ta phải tháo cái vòng này ra. Ai. Tháo cái dòng chống nước này ra trước. Đó. Đây. Thực ra là cái dòng chống nước này thì là mình không dùng lắm. Bởi vì chẳng bao giờ mình đi nước cả. Cái này thì thực ra là các bạn cùng lắm là để nó ở ngoài mưa thôi, chứ còn chẳng bao giờ làm sao mà nó ra nước. Nhưng mà cái đèn pin này nó có các bạn ném trong dưới đáy sông nó vẫn sáng lắm nha. Đấy, để như này để chống xoay. Ok, thì chờ đến tối nha. Bây giờ mình sẽ nạp pin cho nó đầy và chờ đến tối để test cho các bạn xem cái đèn pin này sáng như nào nhá. Rồi, đây, ở đây mình sẽ mang ra cả ba cái đèn pin để so sánh cho bạn cùng xem nhá. Đây là cái con biết là chỗ này chỉ có cái bóng điện 20W, không biết nó có đủ sáng không. Hiện tại thì trời cũng khá là tối rồi. Thì cái con dài như kiểu là cái này ấy, thì nó là cái con voi L6 này. Đấy, con ngắn hơn một chút thì là con FT03. Đây là con đèn pin siêu xa. Và con cuối cùng là con EAC03. Đấy. Đấy, có hai con của Astrolux này. Thì con EAC03 này nó là đèn pin siêu tỏa. Bây giờ thì mình sẽ bật từng con một cho các bạn xem nhá. À, thì các bạn lưu ý là cái con voi L6 này của mình ấy, thì là chỗ này là nút bật nguồn của nó này. Còn cái nút này là nút điều chỉnh chế độ nhá. Thì nó chỉ có 3-4 chế độ sáng khác nhau. Và một chế độ nhấp nháy thôi. Như cái này thôi. Đó. Còn cái con hai cái con Astrolux này thì rất là nhiều chế độ, nhưng mà nghĩ cũng không dùng đến đâu. Ok, thì đầu tiên là con EAC03 các bạn này. Đói, mắc sáng này. Đây là con siêu tỏa nha các bạn nhá. Siêu tỏa chạy pin 21700. Các bạn có thể xem là rất là sáng luôn. Đấy, nhìn rõ là tia này. Đó, con này nó độ sáng của nó là hơn 4000 lumen. Nhưng mà nó lại sáng tỏa nên nó không xa được. Đấy. Tiếp theo là con FT03. Thì con FT03 thì nó là siêu siêu xa. Đấy, bấm một lần là sáng nhỏ, bấm đúp lần nữa là sáng hết cỡ này. Đó, tia của nó sẽ rất là sắc nét như này. Đấy, các bạn nhìn thấy chiếu tận lên trên đường trên kia các bạn ạ, rất là sáng luôn. Đấy. Đây, chiếu nói chung là chiếu vào cái gì nó chói lại mà không dám nhìn vào các bạn. Chiếu vào tường không dám nhìn lại đâu. Đây là con FT03 nha. Ok, thì bây giờ đến con voi L6 này. Con voi L6 phải bật nguồn thế này. Đó, một chế độ sáng nhỏ này.
Con này thì nó vừa sáng xa vừa sáng tỏa nhá các bạn nhá. Tức là cái chóa của nó sẽ rất là rộng. Chế độ thứ hai này, đấy, sáng mạnh hơn này. Chế độ thứ ba này, sáng mạnh hơn rất là nhiều luôn. Và chế độ thứ tư, nhấn đúp để vào chế độ SOS. Đó, thấy chưa? Đây là vào chế độ thứ tư này. Các bạn có thể xem này, cái bóng của nó rất là xa. Đây mình bật hai con nhá, lên cùng lúc. Đây là cái bóng của con Astrolux FT03. Đây là cái bóng của con Voi L6. Bạn có thể so sánh cái sự khác biệt của nó này. Đấy, đây. Đó, bóng của nó khác nhau này. Phần vì cái chóa của con Voi L6 nó to hơn. Phần vì là cái nói chung là về đèn pin mình không hiểu lắm. Được chưa? Nhưng mà con Voi L6 nó rất là sáng này bạn này. Để tắt cái con FT03 đi. Đó. Sáng này, tha hồ sáng cái này mà đi soi chim soi gà thì cóc ngoé thì chỉ có đứng im trong mà bắt. Nó sáng nó chói quá là nó không chạy được các bạn ạ. Đấy, rất là sáng luôn. Cái này nhá, bên ngoài thực tế nó nhìn nó sáng nó hơi vàng vàng các bạn nhá. Còn trên video nhìn hơi màu nó hơi sai chút. Đấy, chiếu vào chân nóng cả chân luôn các bạn. Được chưa? Đấy, tiếp theo này, đấy. Còn đây là nó chỉ có vài nút nhấn là nó chỉ có chuyển chế độ sáng như thế này thôi. Còn cái con FT03 này này thì nó chuyển rất là mịn màng luôn. Chuyển thì chúng ta giữ này. Nó chuyển tuyến tính các bạn ạ. Đấy. Đấy. Nhỏ này. Đấy. Còn sáng hết cỡ thì hầm 2 lần. Đấy, gọi là turbo ấy, sáng turbo. Được chưa? Chuyển thì nhấn giữ. Đó, nó chuyển cả này. Được chưa? Ok, thì cái con đèn pin này, cả ba con đèn pin này mình để link ở dưới phần mô tả nhá. Bạn nào mua thì truy cập vào đó. Cái con FT03 này thì giá của nó ngót nghét 1 triệu. Còn con EC03 này thì là 800 mấy ạ. Cũng ngang ngửa với con FT03 đấy. Còn con Voi L6 này thì là giá của nó là 1 triệu rưỡi. Nhưng mà mình xin được mã giảm giá còn giảm xuống còn có 1 triệu 2 thôi. Đó. Con này mà cầm mà đập chó thì chó chỉ có chết thôi nhá. Ok. Đấy, thím mình cười các bạn ạ. Rồi, sáng rất là sáng luôn. Rồi, sáng rực cả một cái đường luôn. Rồi, nặng nhá, con này nó nặng khoảng gần cân nhá các bạn nhá. Cầm rất là nặng, nhôm nguyên khối. Rồi, chào các bạn.